củ xanh. Ơi ba mày bồi đi, nó vô ấy nó mất, bây giờ là nước nó chảy mà. Trời ơi nước nó chảy như cắt rồi mấy cha ơi. Lớp củ xanh nha anh em. Ôi ôi. Qua đây đi. Khoan từ từ ông nội ơi. Móc dính cái cây này nè. Trời ngốc cái đầu vậy sao máu. Có cánh nữa, không nói sao. Không hình hình nó đẩy cái đụ tọc lóc cái lưng con nhỏ luôn. Thụt vô luôn. Rồi kha điện. Đây. Rõ làng. Lỗ làng y như đủ lên y xì miễu. Trời ơi, đuổi mẹ này đập cánh. Nay hết 3 ngày tạm giam mà biết. Rình. Nó chết nó lật ngửa. Lưỡi ba tiêu đâu trời. Vậy. Cái gì vậy tại? Cái lại quạt đây ra. Hả? Cây nó quẹt cái gì đâu có cái cây cái, tại làm cái đầu ngoài hở nó vậy chứ mới chết mà rút cái cần cổ cái lưỡi ba tiêu một lần đâu cái lưỡi ba tiêu vậy cái, sao nhét vô cái đầu này một phút nó làm gãy hết hai lóng mẹ rồi sao nhét cột mẹ luôn màu trắng nước luôn rồi ghét thiệt chứ trời móc cái cánh rồi ơi đó giờ dễ đó rồi á vậy là lụm nè còn ngọt nước luôn mà. Đây bị gì? Dính. Nó lộn. Đó là tại. Dạ ơi. Dứt vô luôn đây. Gặp con Kha nói nữa rồi. Ừ. Thằng lồn á. Cực khổ thiệt chứ. Cái đây hợp ẩm không? Ẩm á. Cái lấy nguyên con nha. Má cu vằn đâu móc được, sao con cu xanh móc không được tại. Trời đổi người ra ấy làm. Trời ơi. Đó. Ngoài đó cánh luôn rồi đó. Đồ dính cái đầu luôn. Ừ. Mẹ nghe. Phải có cái túi mũ vô nó mới dính nha. Cu. Rồi. Đó thằng thành nó bút dính cao á. Ổ nhổ lông luôn. Ủa cái gì ở bên đây con hả? Ui bắn con bả đi. Để tôi lụm con này cho anh Thịnh ơi. Để con kia đây. Lộn. Lỡ cù hú kìa anh em. Chết bà đi. Lỡ một con tù hú để mình làm mình quay cho anh em coi. Ê ê. Ê. Ai hót vô giùm cái này. Lỡ cái tấm thằng làm này rồi. Đây nè, ngay cái dừa lớp xuống đây nè. Lớp xuống cỏ đâu có thấy đâu cần câu. Lớp xuống cỏ không thấy. Đây nè. Lớp thủ nè nè. Tục cái là cặp cháu nó bay lại luôn. Má ngày qua nè leo vô nè hàng rào móc nè
xuống đứng đi cho bắn cái tướng nó đẹp đồ. Qua đây nè, đang đợi qua đây. Đúng. Ngày nay là ngày gì á? Ngày nay có rậm ăn chay gì không ạ? Sao không? Ừ, hay quá. Hay quá bạn ơi. Thì kỳ lên xe. Thôi, chứ làm. Thôi. Quá. Lấy giùm cái bầu. Hai đầu. Con trời ơi. Lấy dây điện. Đâu lại? Còn con đậu đâu ạ? À? Nãy đậu đâu quá chứ? Vậy chứ án không dây điện, không bắn đầu, bắn đâu tại? Vô nhà Phi nè. Giạt, giạt. Ở đây giạt dữ lắm, trời ơi, gà bay gà. Trời ơi, đi ở dưới đường dưới là được rồi đó ơi. Giặt xám không luôn ơi, từ từ nha Phương. Nghe đây nè, nghe đây. Ê, thấy chưa? Từ từ thôi. Đúng. Đó. Thôi thôi nè, bạn còn lại. Má lùng lùng thì bắn không được. Bắn rồi. Chết, trúng. Trời ơi, trúng cái cọc. Lậu lý. Trời ơi, giặt xám bom bi luôn. Nó đưa cái lưng mà bổ vô cái lưng nó cọc bọc. Trời ơi, nổ cái hết biết luôn mà. Nó đưa cái lưng bổ vô cái lưng đó. Trời ơi, con giặt xám hết thân. Nó còn ngủ cục dưới nữa, đi đường này nè, đi đường ra ngoài này nè. Rớt. Rớt cua xanh nghe anh em. Đó, đậu kính ghê giờ không thấy luôn á. Làm thể là dùng cái anh thịnh. Sống luôn. Còn bay được không ạ? Cụ sống rồi nè. Ồ. Quá đã luôn. Cái điểm này mình với anh Thịnh thấy nhiều đó nghe anh em. Ở cái nó không có trái, nó bay về nó nghỉ rồi. Hai anh em đang rình.